À, xin chào mọi người, đây là con Lumit GM5. GM5 màu đỏ. Thì hiện tại con này máy đang hoạt động hoàn hảo, không có bất kỳ vấn đề nào hết. Đây, mình chụp thử ha. Hình lên rất là nét. Mình sẽ thử quay một cái đoạn ngắn. Rồi, máy đang ở chế độ quay phim ha, nó đang đếm giây ở đây. Đây là cái cục sạc theo máy. Rồi, mình ngưng. Và bây giờ xem lại cái video mới quay. Okay. Đây là cái pin theo máy, pin theo máy là pin zin. À, thì cái máy này ở gốc nó có trầy tí. Đây đẹp đẹp đẹp. Rồi. Phần cạnh trên thì có viền ở đây. Đây viền này nó có vết trầy ở đây. Rồi bên đây bên viền này cũng có vết trầy. Đây, phần thân trên máy thì ở đây nó có mấy cái chế độ mà do cái màu nó bị bay màu này. Bị bay màu nhưng về sử dụng thì nó vẫn ok. Mình có thể thao tác cái núm xoay này và mình xem cái chế độ thay đổi ở trên này này. Mình xoay sẽ xem trên màn hình. À, chế độ B. Ok. Là phần da của nó. Có một vết ngay đây. Okay. Nói chung ngoại hình thì nó có những cái vết trầy như đây nữa. Còn tổng quan hoạt động thì cái máy này là đang hoạt động hoàn hảo. Yeah.